Cũng sự thích ca mà Phật xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình Năm Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, đạo hữu Quảng Thành có gửi đến chúng tôi một câu hỏi là khi mà con cái của mình hư hỏng đó, thì làm như thế nào để chúng ta có thể giáo dục con cái mà mình không phải lớn tiếng để la mắng nó. Kính thưa tất cả quý vị đang xem chương trình này, giáo dục là một trong những phương pháp để uốn nắn và rèn luyện con người. Tất cả mọi người khi sinh ra không phải tự nhiên mà biết, mà tất cả đều phải được giáo dục, đều phải được chỉ vẽ, đều phải được học hành. Tuy nhiên giáo dục bằng cách nào thì đó nó còn tùy thuộc vào tất cả những cái giá trị của đời sống mà con người ta tiếp thu được, phụ thuộc vào trình độ văn hóa truyền thống của một gia đình, của một dân tộc. Nhưng tự chung lại tất cả đều xây dựng cho một con người tốt hơn. Như vậy thì tùy thuộc vào hoàn cảnh, tùy thuộc vào không gian, tùy thuộc vào thời gian, tùy thuộc vào cái chủ thể mà chúng ta có những phương pháp giáo dục con cái khác nhau. Vậy thì có rất là nhiều phương pháp để chúng ta có thể giáo dục. Và có cái thì mình phải dùng lời nói một cách rất ngon ngọt. Nhưng có những cái thì chúng ta phải dùng những cái lời nói đứng rắn một chút. Có những cái thì chúng ta phải dùng cái roi bò để mà có thể giáo dục được. Vì lẽ đó mà cái đối tượng của mình như thế nào thì chúng ta hãy lựa chọn những phương pháp khác nhau để mang đến một sự giáo dục hiệu quả nhất. Thưa quý vị, ở trong nhà Phật có một câu chuyện như thế này. Một hôm nọ đó thì Hòa Thượng trụ trì mới nhìn thấy cái chiếc ghế nó để sát ở bên cái bờ tường. Thì Hòa Thượng liền biết được rằng cái chú tiểu ở trong chùa đó đã để cái ghế sát bờ tường đó để mà trèo lên leo qua bên kia tường để mà đi chơi. Thế là Hòa Thượng liền lấy cái chiếc ghế đó để ra xa và thay vào chỗ đó là Hòa Thượng đứng ở ngay cái chỗ đó mà chờ sẵn. Vậy là một chốc sau đó thì chú tiểu đi về và cũng ngay cái chỗ đó chú tiểu liền trèo qua cái bờ tường để bước xuống. Tuy nhiên khi bước xuống như vậy thì chân của chú tiểu đứng lên trên vai của vị sư phụ của mình, đó là Hòa Thượng. Và rồi ngay lúc đó thì chú tiểu hết sức là sợ hãi, nhưng mà đã lỡ rồi cho nên đành bước xuống. Và khi bước xuống rồi thì khoanh tay đứng đó để mà chờ sư phụ trách mắng. Lúc bấy giờ thì sư phụ liền âu yếm mà nói rằng bây giờ con hãy đi vào để tắm rửa nghỉ ngơi, chứ không thì sương đêm nó sẽ làm cho con bị cảm lạnh. Vậy là từ đó về sau, với một bài học hết sức là đơn giản từ thân giáo đó mà chú tiểu này không bao giờ có thể vi phạm lần thứ hai nữa. Thưa tất cả quý vị, tất cả những cái sự giáo dục trong cuộc đời này, nếu như nó xuất phát bởi một cái động cơ nào khác hơn thì thật khó để chúng ta có thể nhiếp phục được cái tâm thức của người học trò kia. Nhưng nếu như tất cả đều xuất phát từ cái tâm yêu thương của mình để mà dạy dỗ đó, thì dẫu cho đó là hành động như thế nào thì chúng ta cũng sẽ gặt hái được một phần nào đó cái kết quả từ việc trao truyền. Ở nơi đây chính là cái sự hy sinh, sự bao dung, sự độ lượng của một tâm hồn rộng lớn. Muốn dạy một người đệ tử hay muốn dạy một đứa con của chúng ta, tất cả đều phải xây dựng trên cái nền tảng yêu thương và đều hiểu được cái tâm lý của nó để đứng về phía nó để chúng ta mới có thể dạy dỗ nó được. Vậy thì cái phương pháp mà chúng ta dùng để dạy tất cả những đứa con của mình trong cuộc đời này không cứ phải là một cái phương pháp nào cụ thể, mà chúng ta hãy nhu nhuyễn để sử dụng những phương pháp thích hợp nhất mà chứa đựng trong nó tất cả những cái yêu thương của mình, để rồi chúng ta có thể cảm hóa tất cả những cái người mà chúng ta dạy dỗ kia trở thành một cái người tốt đẹp. Và thưa quý vị, giáo nhân bất quyện có nghĩa là dạy người không mệt mỏi. Điều này cần thiết ở một người thầy, cần thiết ở một bậc cha mẹ. Đừng bao giờ chúng ta buông xuôi, đừng bao giờ chúng ta thấy khó khăn rồi chúng ta bỏ cuộc trên con đường giáo dục. Vì lẽ đó mà chúng ta cần nhẫn nại nhiều hơn, cho đến cuối cùng khi nào mà cái người kia mình cảm thấy rằng bao nhiêu cái sự dâng hiến của chúng ta đây với một cái tấm lòng thành mà người ta vẫn không có thể tiếp nhận được, thì lúc đó có nghĩa là cái nhân duyên của mình đối với người kia không có. Thì chúng ta hãy tìm một cái người nào đó có thể có cái nhân duyên đối với người đó để nhờ người ta có thể giáo dục giúp cho. Đó cũng là một trong những phương pháp mà Đức Phật cũng đã sử dụng để có thể giáo dục tất cả những người đệ tử của mình. Hy vọng rằng chỉ với cái lòng yêu thương mở rộng, chúng ta sẽ đem hết tất cả những cái khả năng của mình để rồi ứng phó với cuộc sống này. Có như thế, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy được rằng mình hy hiến như vậy là uổng công, hoặc là chúng ta sẽ gặp một cái áp lực nào đó trong cái công việc dâng hiến đời sống của chính ta cho người khác. Cầu chúc cho tất cả các bậc cha mẹ là những người thầy đầu tiên trong cuộc sống này
có được một đời sống an lành và thảnh thơi, và có những đứa con biết vâng lời. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.